Xin chào toàn thể anh em đam mê mai rừng nha, lại là mình đây. Hôm nay mình lại tiếp tục review mai rừng cho anh em xem sưu tầm nha anh em nha. Rồi anh em yêu thích kênh của mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha anh em. Rồi hôm nay mình giới thiệu đến anh em clip này 7 cây mai khá đẹp. Anh em vô xem ân cây nào thì liên hệ trực tiếp mình, đọc mã số lên chốt thôi. Rồi sang dòng ơi, cây thứ nhất nha anh em nha. Cây đế tạm được nha anh em nha. Cây ok luôn. Cây nó có miếng lũ bọng chỗ này nè, da tóm lại hết rồi, lành thẹo. Thẹo tự nhiên lúc nào nó cũng nhìn nó đẹp lắm anh em ạ. Tự nhiên đó. Hoành anh. Hoành 48. Hoành 48. Cao. Cao 50. Rồi hoành 48 cao 50 nha anh em nha. Anh em yêu thích cây này liên hệ mình, trồng chậu 60 anh em. Chốt. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục thôi anh em ơi. Một phôi trực khá đẹp nha. Đế nè. Đế nữa nha anh em nha. Cây này dễ cắm bao phê luôn anh em ạ. Cây này có một miếng lũ ngay đó nha anh em nha. Đó, cây có miếng lũ thép ở trên thân nè anh em. Rồi, quanh anh. Cây này trồng chậu 50 là vừa y luôn anh em. Mình 47. Mình 47. Cao 45. Rồi mình 47 cao 45 nha anh em nha. Anh em nào yêu thích cây này liên hệ trực tiếp mình. Dứt. Rồi anh em lại tiếp tục thôi anh em ơi. Cây trực nha anh em nha. Cây đế khá đẹp luôn. Quay anh. Đấy anh. Cây mới về luôn. Cây nó có lỗ bọng chính giữa nha anh em nha. Anh em nào thích cây tượng rồi nhét con tượng vô. Cây này bậm xuống sau ấy, xuống đó đây nè anh em ơi. Rồi, hoành anh. Hoặc là lúc bỏ bê tông vô nó kín lại. Hoành 54. Hoành 54, cao. Cao 53. Rồi, hoành 54, cao 53 nha anh em nha. Anh em yêu thích cây này liên hệ mình, chốt. Dứt. Giờ anh em ơi lại tiếp tục cho anh em ơi, một cây đế khá đẹp luôn nha. Cây lùng lực. Dễ cám rồi cũng ok đó. Đây. Rồi cây này nó cũng có một miếng bọng nha anh em nha. Miếng bọng mà da nó lành thèo anh em ạ. Tóm xuống hết lành thèo rồi, nha anh em. Rồi hoành anh. Hoành 53. Cao. Cao 49. Rồi hoành 53 cao 49 nha anh em. Anh em yêu thích cây này liên hệ mình, chốt. Rồi anh em ơi lại tiếp tục một em trực giót ngọn nha anh em nha. Cây đế khá đẹp. Thăng thì giót ngọn quá gắt. Đế nè anh em à. Xem. Đế quá vip luôn nha anh em nha. Đế đều hết luôn. Rồi đi nè, giót quá đẹp. Cây không bị gì, nó có bị miếng thẹo đây thôi nha. Thẹo tự nhiên đẹp lắm, quanh. Hình 46 anh em, cao. Cao 49. Rồi hình 46 cao 49 nha anh em nha. Anh em yêu thích cây này liên hệ mình, trồng chậu 65 nha anh em nha. Chốt. Rồi anh em ơi lại tiếp tục thôi anh em ơi. Một cây khá vip luôn nha anh em nha. Chân đế này nè. Chân đế khá đẹp luôn. Vậy anh. Dốc ngọn luôn. Đế thình ra khủng luôn nha anh em nha. Cây khá lực luôn anh em ạ. Cây hai thằng chủ nó lượng tình lắm nha. Đây, một cái miếng thẹo đây nha. Lành hết không? Thôi, quanh anh. Quanh. Cây dốc ngọn khá đẹp. Quanh 55. Quanh 55, cao. Cao 57. Rồi, quanh 55, cao 57 nha anh em nha. Cây này trồng chậu 65. Rồi, chốt nhanh anh em ơi. Giờ anh em ơi lại tiếp tục thôi anh em ơi, sang dòng anh. Một cây lùng lực khá đẹp nha, sóng nhẹ, nâu lên được mấy cục nâu anh em ạ. Đế chảy khá đều luôn. Quá lực luôn anh em ạ. Đế nè. Nhìn thấy đế không? Cây không bị bọng gì nha anh em nha. Có mấy dính mấy miếng lũ thép. Chơi mạnh luôn. Làm nhanh dai kia luôn. Góc ngọn cực gắt luôn nha.
rồi hoành lắm, cây khá đẹp này. Cây này nó hơi sóng dài anh em. Mình 54. Mình 54. Cao. Cao 53. Rồi mình 54 cao 53 nha anh em. Anh em yêu thích cây này liên hệ mình đó anh em thấy không? Khá lực. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha. Quay lại tu lại để lựa chọn tiếp anh em thôi. Anh em ơi. Rồi cảm ơn anh em. Chúc anh em một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em nha. Tạm biệt anh em.